Chúng ta tiếp tục luyện tập về chuyên đề phân phối siêu bội. Và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn em giải một bài tập được lấy từ đề thi học kỳ của Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Trên bảng thì thầy đã tóm tắt đầu bài và thầy diễn đạt lại để cho các em hiểu một cái rõ hơn này. Trong một cái hộp ấy thì nó có chứa 16 sản phẩm. Xác suất chính phẩm thì cũng bằng xác suất phế phẩm, có nghĩa là gì? Mỗi sản phẩm trong hộp đều có thể là chính phẩm hoặc là phế phẩm với xác suất 50-50. Cái tóm tắt này có nghĩa như vậy. Người ta viết định lấy ngẫu nhiên lần lượt 6 sản phẩm theo phương thức có hoặc lại. Có hoặc lại có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong hộp đang có 16 sản phẩm, người ta lấy ra một sản phẩm kiểm tra xem nó là chính phẩm hay là phế phẩm, ghi lại kết quả rồi lại trả ngược cái sản phẩm đó vào trong hộp. Lúc này hộp có 16 sản phẩm, người ta lại tiếp tục lấy ngẫu nhiên từ đó ra một sản phẩm và kiểm tra xem nó là chính phẩm hay phế phẩm, ghi lại kết quả rồi này trả ngược trở về hộp. Động tác đó cứ được lặp đi lặp lại 6 lần liên tiếp. Thì người ta nhận thấy thế này, 6 lần lấy ra đều thu được 6 chính phẩm. Hãy tính xác suất để hộp chứa toàn chính phẩm, tức là tính xác suất để 16 cái sản phẩm có mặt trong hộp ấy đều là chính phẩm cả nhé. Thì các lưu ý thế này, như ta vừa mới phân tích về cái phương thức lấy mà có hoặc lại, ta lấy một sản phẩm ra kiểm tra rồi ta lại hoàn trở lại hộp, như vậy là kết quả của mỗi lần lấy đều là như nhau đấy, tức là xin lỗi là xác suất của mỗi lần lấy là đều như nhau đấy. Thứ hai ấy, là kết quả của mỗi lần đấy là hoàn toàn độc lập với nhau, vì rõ ràng cái kết quả lấy từ lần một không hề ảnh hưởng gì kết quả của lần đấy thứ hai nhé. Và từ dữ kiện của đồ bài ta có thể đưa ra nhận định thế này, cái số chính phẩm trong hộp ấy tối thiểu phải bằng một, vì rõ ràng là không thể xảy ra cái kịch bản trong hộp không có chính phẩm nào, vì nếu không có chính phẩm nào thì làm gì có chuyện 6 lần người ta lấy ra thì cả 6 đều được chính phẩm, phải không nào? Nhưng các em cũng cần phải hiểu thế này, trong hộp không nhất thiết phải có đủ 6 chính phẩm, nó cũng có thể có một hay có hai, tức là số chính phẩm hoàn toàn có thể nhỏ hơn 6. Là vì sao? Em nhớ để chúng ta lấy theo phương thức có hoặc lại. Lần thứ nhất chúng ta lấy ra được một chính phẩm rồi chúng ta lại bỏ nó vào trong hộp. Thế lần thứ hai chúng ta cũng có thể lấy ra một sản phẩm đúng là cái chính phẩm mà chúng ta vừa lấy, và lần thứ ba cũng thế. Có nghĩa là trong hộp chỉ cần có tối thiểu một chính phẩm là đã có thể xảy ra cái kịch bản cả 6 lần đều lấy được chính phẩm nhé. Như vậy số chính phẩm trong hộp không nhất thiết phải lớn hơn hoặc bằng 6, mà số chính phẩm có thể chạy từ 1 cho đến 16. Ta giải này, ta nói cái số chính phẩm trong hộp này là y. Thế thì y nhận giá trị nào? Y như ta vừa phân tích, nó có thể nhận các giá trị từ 1 cho đến 16. Ta mới định gọi MI là cái biến cố mà trong hộp có y chính phẩm. Vậy xác suất để xảy ra cái biến cố này là bằng bao nhiêu? PMI lúc đó sẽ được tính bằng tổ hợp chấm y của 16 nhân với 1 phần 2 mũ 16. Bây giờ thầy đi giải thích cho em cái công thức này. Chúng ta có y chính phẩm trong tổng số 16 sản phẩm trong hộp, mà xác suất chính phẩm cũng bằng phế phẩm và đều bằng 1 phần 2. Em nhớ lại công thức Bernoulli, lúc đó lấy y chính phẩm trong số 16 sản phẩm sẽ là tổ hợp chấm y của 16, xác suất chính phẩm là 1 phần 2, vậy y chính phẩm sẽ là 1 phần 2 y. Phế phẩm và chính phẩm là hai biến cố đối nhau, vì nếu không phải là chính phẩm thì sẽ là phế phẩm và ngược lại, nên nó sẽ là 1 trừ đi 1 phần 2 mũ 16 trừ y. Bây giờ rút gọn nó sẽ được tổ hợp chấm y của 16 nhân với 1 phần 2 mũ y
và 1 chứ 1 phần 2 tức là 1 phần 2 root 16 trừ y. Thì rút gọn em sẽ được tổ hợp thật y của 16 nhân với 1 phần 2 root 16. Đấy chính là lý do tại sao ở đây chúng ta lại có công thức tính xác suất để trong hộp có y chín phần như thế này. Chúng ta tiếp tục này. Bây giờ ta viết thành câu hỏi. N là cái biến cố mà lấy ra 6 lần thì cả 6 đều là chín phần. Tức là xác suất lấy ra 6 lần thì cả 6 đều là chín phần. Ta biến cố đó ta gọi nó là N. Như vậy em sẽ có này, xác suất để lấy ra 6 lần đều là 6 chín phần, tức xảy ra biến cố N trong điều kiện hộp có y chín phần P N trên MI sẽ bằng bao nhiêu? Nó được tính bằng y chia cho 16 tất cả mũ 6. Bây giờ thầy giải thích nhé. Trong hộp có y chín, có y chín phần em ạ. Thế thì lấy một cái sản phẩm đó ra thì xác suất lấy trúng chín phần của mỗi lần đấy sẽ là y trên 16. Đó, cả 6 lần ta lấy ra đều là chín phần. Mà như ta vừa phân tích đấy, theo phương thức có hoặc là thì đây là các cái biến cố độc lập với nhau. Lần thứ nhất có xác suất là y trên 16, lần thứ hai xác suất cũng là y trên 16, vân vân. Lần thứ ba cũng là y trên 16 và có 6 lần thì 6 cái y trên 16 nhân với nhau, hay ta viết gọn thành y trên 16 tất cả mũ 6. Chúng ta về tiếp tục này. Như vậy thì ta giả định là trong hộp chỉ có cố định là y chín phần thôi, thì lúc đó xác suất để xảy ra biến cố đấy là 6 lần đều là chín phần sẽ được tính bằng gì? Bằng xác suất xảy ra biến cố mà y đấy nhân với xác suất xảy ra biến cố là n trong điều kiện mà y. Công thức này thì khá là đơn giản, thực chất đó là kết quả của cái công thức có điều kiện. Em nhớ cho thầy, xác suất xảy ra biến cố b trong điều kiện của biến cố a sẽ là biến cố tích p a b chia cho p a s, thì em sẽ có được công thức như trên đây thôi. Nhưng lưu ý trong thời điểm này, chúng ta đâu phải chỉ có cố định y chín phần, chúng ta cũng có thể có một chín phần, có hai chín phần, có ba vân vân cho đến có 16. Vậy thì một cách đúng đắn hơn, xét một cách đầy đủ thì p n sẽ phải bằng gì? Sẽ phải bằng tổng y bằng 1 cho đến 16 của p m y nhân với p n trên m y bằng nào? Đấy, xác suất của một chín phần. Xác suất khi có một chín phần này cộng với xác suất khi có hai chín phần, cộng xác suất ba chín phần vân vân, cộng xác suất khi có 16 chín phần, thì ta viết gọn lại thành cái công thức như thế này. Thì bây giờ thì mình thay số, em sẽ tính được p nào thôi. Ta sẽ có bằng 1 phần 2 mũ 16 này nhân với tổng từ y bằng 1 cho đến 16. P và y đã có rồi, p và y em vừa tính ra được ở đây, đó là tổ hợp chẳng y của 16, 1 phần 2 mũ 16, thì cái 1 phần 2 mũ 16 đó thì bỏ ra ra ngoài nhé. Bên trong sẽ còn tổ hợp chẳng y của 16 này đấy, và nhân với y trên 16 mũ 6 chính là p n trên m y. Tầm vừa mới thiết lập được ở đây. Cảm ơn. Thế còn xác suất của chúng ta cần tính thì nó là cái gì? Chúng ta lấy là 6 lần đều là 6 chín phần, hỏi xác suất toàn bộ sản phẩm trong hộp là chín phần sẽ là bao nhiêu, tức là ta cần tính cái xác suất để mà
xác suất M16. M16 có nghĩa là gì? Cả 16 trong hộp, cả 16 sản phẩm trong hộp đều là chính phẩm. Trong điều kiện N, tức là trong điều kiện cả 6 lần lấy ra đều là chính phẩm, nó sẽ được tính bằng công thức nào? Đấy, nó sẽ bằng P của M16 nhân với P của N trong điều kiện M16 và chia cho N, tức là chia cho cái xác suất để lấy được 6 chính phẩm. Cái công thức này không có khó khăn gì để chúng ta có thể chứng minh này đó. Bây giờ để chứng minh cho lý do tại sao ta có công thức này, các bạn nó hết trên hình viết lên đây nhé. Em có này, P của 16, M16 trong điều kiện là thì thực chất đó, nó sẽ là P của gì? M16 nhân với là, tức là mình mô tích chia cho P là, ta đã học cái công thức về xác suất có điều kiện rồi, phải không? Cái bên phải này nó sẽ là P của 16 nhân với P của N trên M16, tức là P của cái biến mô tích là nhân với M16 chia cho P M16, tất cả chia cho P N. Đấy, thì các bạn nhận thấy này, P bằng 16 đây với P bằng 16 đây có phải tự triệt tiêu nào? P N đây với P N đây, còn lại hai cái này thì bằng nhau thì biết rồi. M16 nhân với N thì hiển nhiên cũng bằng N nhân với M16. Đấy chính là cái lý do tại sao chúng ta có cái công thức này, phải không? Tương tác đến đây thì đơn giản là PM16 nó sẽ được tính bằng gì? PM của Y bằng tổ hợp trực Y của 16, 1/2 của 16. Vậy PM của 16 thì sẽ là, em thay số nhé, nó sẽ bằng tổ hợp trực 16 của 16 nhân với 1/2 mũ 16 nhân với PN trên M16, PN trên MI thì bằng Y trên 16 mũ 6. Vậy cụ thể đây Y bằng 16 thì nó sẽ bằng 16 trên 16 mũ 6. Vậy chẳng khác gì như 1. Chia cho PN đi, mình có rồi, 1/2 mũ 16 nhân với tổng từ Y bằng 1 cho đến 16 tổ hợp trực Y của 16 nhân với Y trên 16 mũ 6. Để tiếp tục viết như đây, chúng ta sẽ có này, tổ hợp trực 16 của 16 theo 1 rồi, 1/6 mũ 16 ở trên tử với 1/2 mũ 16 trên tử với 1/2 mũ 16 dưới mẫu bị triệt tiêu. Còn 16 trên 16 mũ 6 thì bằng 1 rồi. Vậy cái xác suất ta cần tính là P của M16 trong điều kiện N sẽ bằng tử số là 1 này. Mẫu sẽ còn lại là tổ hợp trực, xin lỗi, là tổng từ Y bằng 1 cho đến 16 tổ hợp trực Y của 16 nhân với Y trên 16 tất cả mũ 6. Đến đây thì chắc chắn là các em có thể tự tính cái phép tính này được rồi, nó không có gì quá khó khăn, chỉ có điều là cái việc tính mà nó có phần hơi dài dòng một chút thôi nhé. Bây giờ đây để tính sẵn này, kết quả sẽ là 0.000463 0.000463, tức là nếu quy về phần trăm thì nó chỉ xấp xỉ cỡ 0.0463% thôi.